Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Dạ em chào chị. Chị chào em, chị chào chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chị Dạ, chào chị chào tất khán giả giúp em. cả khán giả trong nước và ngoài nước. Dạ. Hôm nay chị lên chương trình Kết Nối Yêu Thương tìm cho chị một mảnh mảnh đời còn lại Dạ em cảm ơn chị. là biết yêu thương vợ, thương con. Dạ, em mời chị chia sẻ thêm giúp em. À, chị năm nay mình được mấy mươi tên gì và từ đâu đến đó chị? Chị năm nay là 56 tuổi, chị ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chị thấy Quê chưa? chính xác mình là ở đâu chị? Chị quê chính xác thì ở Hưng Yên, nhưng mà chị vào đây 20 năm rồi. Dạ, rồi giờ là mình ở nhà, ở đây là nhà của Nhà chị ai? có ở quận 12 rồi, nhưng mà nhà cấp 4 thôi. Dạ, là mình mua nhà riêng ở đây luôn. Chị có nhà rồi, chị có nhà Dạ. riêng rồi. Hiện tại bây giờ là tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị? Chị thì lấy chồng có con rồi, cũng ly hôn 10 năm nay rồi. Dạ. Hai vợ chồng không tính tình không hợp á. Dạ. Thế là Rồi hiện tại bây giờ chị được mấy thành viên trong gia đình? chị có một cháu gái, Rồi cháu năm hiện nay học xong ra trường rồi. con chị là ở với ai? Con chị ở với chị. Dạ. À, vậy là nhà chị giờ là có hai mẹ con. Chị có hai mẹ con, cháu lấy chồng rồi nhưng mà cháu nó ở rể. Cháu trai hả chị? Con gái chị nó ở rể, bắt bắt rể, ý là bắt rể đấy. Ý À, là con rể ở nhà chị. chị đang ở với con gái với lại con rể. Ừ, chị có nhà nhưng mà cưới chồng cho con là bắt rể. Dạ. Ừ. Con chị là học, chị mới vừa chia sẻ, con chị đang Con học thì học xong ra trường rồi. ra trường Ra rồi. trường rồi. Dạ, vậy Làm cưới có tiền chồng. rồi. Bây giờ có chồng rồi. Dạ, Ừ. là ở chung với chị. Ở chung với chị. Dạ, Ừ. hiện tại bây giờ chị làm công việc gì chị? Chị buôn bán, chị bán rau em ạ. Dạ, mình kinh doanh buôn bán rau được bao lâu rồi chị? Chị buôn bán cũng được, nói chung là vào Sài Gòn này chị không đi làm công nhân mà chị buôn bán ngoài không. Dạ, Ừ. nhưng mà nhiều cô chú chia sẻ là kinh doanh buôn bán là lợi nhuận cao lắm á chị. Không, nói chung là thu nhập trước thì chưa dịch thì nó cũng kiếm được dư dư chút ít, bây giờ chỉ đủ ăn thôi. Dạ, Ừ. là lúc trước là mình kinh doanh buôn bán mình mua nhà á chị. Ừ, thì đúng, vợ chồng vào đây thì cũng mua nhà nhưng mà cuối cùng bỏ nhau thì chia nhau mỗi người một nửa đó. Dạ. Chia nhau mỗi người một nửa thì là chị cũng có nhà mà ông về Bắc ông lấy vợ rồi. Dạ. Ừ. Ở nhà chị miếng đất chị là bị ngang được nhiêu? Chị ngang 4 dài 13 Dạ. thì cũng có cái nhà để chui ra chui vào Dạ. ở. Chị chia sẻ thêm giúp em, chị tên gì chị? Chị là Phạm Thị Bân, Dạ. sinh năm 1968, năm nay chị 56 hay 57 không biết. Năm À, sáu năm sáu. Chị sáu Băng hả? Chị Băng hả chị chị? Bân, bờ bữa là Bân. Băng. Chị Băng 56 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À, chị 56 tuổi, chị tìm nửa thương thì các anh độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu thì phù hợp với mình? Thì chị 56 tuổi thì chị cũng chọn từ 60 trở lại, 60 đến bằng tuổi chị á, Dạ, từ hoặc là 56 đến 6 hoặc 60. là 65 cũng được, nhưng mà 65 cũng được, 65 trở về 5 năm ý, chứ đừng dưới dưới tuổi chị, trẻ Dạ. quá. Dạ. Kiếm cho chị một nửa Dạ. để chia sẻ lúc ốm lúc đau rồi tâm sự lúc tuổi già. Chị hiện tại bây giờ kinh doanh buôn bán rau, chị tìm hiểu thương thì các anh làm công việc gì để dễ để phù hợp mình chị? Nói chung là chị thì ai mà thương mình nhưng mà đừng có đánh đập vợ con hoặc là cờ bạc là chị ghét nhất đấy, cờ Dạ. bạc rượu chè số đề số đóm là thôi, cái khoản đó là chị không thích. Dạ. Ừ. Rồi công việc của các anh như thế nào để phù hợp với mình? Công việc thì ai có công việc mà nghề nghiệp ổn định, thu nhập ổn định thì là được rồi. Dạ. Còn nếu mà bây giờ mình chọn chả được em ạ. Dạ. Chị bây giờ thì thu nhập và công việc chị cũng ổn định, chị tìm hiểu thôi thì các anh công việc ổn định là được rồi, mình cũng không có quan trọng là các anh làm công việc gì ha. À, khi đủ duyên chị có dự định là về nhà anh ở hay là bên nhà chị ở không? Nhà chị thì nói chung chị có nhà nhưng mà nó có 56 mét vuông à, thì nếu mà anh mà có nhà ở thì về vợ chồng cùng buôn bán, cùng kiếm sống, cùng chia sẻ, cùng nói chung là ở với nhau đến hết cuộc đời thì còn tốt. Dạ. Rồi chị hiện tại bây giờ có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Ừ. tìm hiểu thương thì chị có phân biệt là các anh ở vùng miền nào không chị?
À, thành phố Hồ Chí Minh thôi em ạ, chứ đi miền Tây xa mà đi đi Long An hay là đi, nói chung là đi đâu xa thì không thích. Mình gần Chị gần ở để mình thuận Sài Gòn tiện ấy. Ừ. công việc ha chị. Ừ. Dạ. Đi lại nó thuận tiện với cả nó gần. Chị tìm được thuốc thì các anh tiêu chí như thế nào để phù hợp với mình, ví dụ như rượu bia thuốc lá hoặc là À, thuốc sở lá thích thì đó. chị cũng không thích nhá. Rượu bia thì biết uống nhưng uống ít thôi, biết uống mà uống ít, uống biết cầm chừng. Chứ mà uống mà nhiều quá, say quá, lát rượu rồi ra đường rồi đi liêu xiêu rồi đẩy về đánh vợ đánh con thì sợ 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 bị đánh hả chị? sợ về đánh, sợ về chửi, rồi sợ về nhà quăng quật đồ đạc, cái chị sợ lắm. Hồi trước ông xã trước có đánh chị không rồi chị sợ. Có chị phải rồi dính rồi Chính rồi giờ né lé mấy ông gia trưởng ấy, tính gia trưởng ấy em ạ. Dạ. Động tí là đánh, động tí là chửi, động tí là đập phá, sợ lắm. Dạ, em mời chị chia sẻ thêm giúp em ưu điểm và khuyết điểm của mình hả chị? Chị thì ưu điểm thì hay ăn hay làm, không chịu khó, thương chồng thương con, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, không có lợ lần ai hết á. Dạ. Ừ. Làm nghĩ là mình làm để biết để mà đủ sống thì đừng có lợ lần, sợ lợ lần á. Dạ. Bà chủ kinh doanh mình ở nặng gì nữa. Rồi kinh doanh thì chị mới biết đi bán rau thôi, sáng đi mua rau rồi đi bán cả ngày em ạ. Em mời chị chia sẻ thêm cái nỗi cô đơn của mình suốt 10 năm qua đi ra đi vào kinh doanh buôn bán của mình đó chị. Người ta thì có vợ, có chồng, có hạnh phúc, còn chị cái nỗi cô đơn của mình như thế nào chị chia sẻ để cho các anh hiểu á chị. Thì chị cũng ở mình là 10 năm nay rồi thì cũng không tính đi bước nữa, tại vì bây giờ mình phải nuôi con học hành đến nơi đến chốn mình mới dám tính chuyện riêng của mình. Thì con cái giờ nó học xong rồi thì mình cũng xem chương trình thấy hay hay thì mình muốn lên đây nhờ chương trình kết nối yêu thương tìm cho mình một mảnh ghép để có bạn có bè. Người ta bảo con nuôi cha bằng bà nuôi ông á. Rồi mỗi khi mà mình đi về có một mình, khi đi đám tiệc có một mình, người ta có vợ có chồng có hạnh phúc, chị cảm nghĩ như thế nào? Thì cảm thấy cũng buồn cũng cô đơn, Mình có ao ước mà mình có một có người cũng cái hạnh. ao ước có một người để đi cùng mình đến hết cuộc đời. Hôm nay chị đến với chương trình anh em, chị có đồng ý cho anh em sử dụng hình ảnh lời nói của chị đăng lên cộng đồng mạng tìm nữ tôi như chị không? Có À, thì cuối chương trình em cũng chúc chị sớm tìm được nửa yêu thương, đi hết quãng đường còn lại. Dạ em nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video sau. Cô chú anh chị có kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình. Anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ em xin chào. Dạ em chào chị ạ. Chào em, chào chương trình và cũng xin chúc chương trình càng ngày càng phát triển hơn, là kết duyên kết bạn cho những người độc thân á thì càng ngày càng được nhiều tốt hơn. Chị thấy thấy chương trình này rất là hay, rất là bổ ích, thì chị cũng chúc chương trình luôn luôn mạnh khỏe, phát triển nhiều.